hạnh phúc là gì? Đối với các bạn, ngoài sách vở, thầy cô, bạn bè, còn điều gì làm các bạn hạnh phúc không? Dù thế giới đổi rời, dù là ai trong kiếp người, đừng mong cầu hạnh phúc thôi. Dù sáng hay vất vả, điều quan tâm nhất là hạnh phúc là gì trong mỗi chúng ta. Là ánh sáng mặt trời rạng ngời trên cao, là cơ sẽ chia đi trao sở hư hao. Hãy cứ sống như đây là ngày cuối cùng. Everybody say